Hai chào bạn đã quay lại với channel của mình. Ok, quay lại với game Auto Chess Movie nha. Ok, bây giờ vô chọn tướng. Mình nghĩ là bây giờ mình bạn nên chọn mấy con một hoặc hai tiền mà nó có thể ảnh hưởng, thí dụ giống như nó dẫn tới những cái bộ khác á. Chẳng hạn như là bộ đưa con tabu nè, hoặc là con ảnh phẫn nộ nè, heo cần ai nè. Rồi ta đi tabu á thì bạn đi Witcher, còn ảnh phẫn nộ thì bạn đi xuyên, còn heo cần ai thì bạn đi cần ai. Kiểu giống như đó là những cái con mà nó khởi đầu cho những cái bộ đó, thì bạn sẽ nên chọn trước. Mặc dù chọn thì nó cũng hơi nhiều thiệt đó, nhưng mà kệ, cứ chọn thôi. Cứ chọn thôi, xong rồi cái nó sẽ gọi là búp thêm, nếu mà nó ra đó thì nó ra bài các anh em. Đó, ví dụ như vậy, ví dụ như vậy thì mình thấy cần ai nè, thấy chưa, mình mua cần ai, mình khóa lại, mình mua con hổ với lại con dơi nữa, thấy chưa, ngon chưa. Đấy, bây giờ cái mình sẽ chọn chọn thêm coi còn cần ai, còn con nào nữa không, mình bỏ vô luôn. Hy vọng là mình sẽ đi được bộ cái này thôi, còn đi được hay không thì chút xíu nữa chúng ta phải tính, tại vì giai đoạn đầu đã ra được 3 tiền rồi. Anh em hiểu không, là giai đoạn đầu anh em sẽ ra được 3 tiền luôn rồi, chứ nó không phải là nó chỉ ra mấy con một hai tiền không. Cho nên là cái từ 3 tiền đổ xuống là anh em nên chọn, nếu mà anh em đã biết được bộ mình cần phải đi là anh em phải chọn liền. Để nó cái tỷ lệ nó ra là có đó, cho nên là lúc mà ra thì anh em mua luôn rồi tích lại chút xíu nữa lên 2 sao nó sẽ dễ hơn. Là anh em kiểu giống như là anh em sợ là kiểu như chọn cái nó ra nó loãng quá, nhưng mà loãng nhưng mà nó một sao ít nhất là nó cũng có một mảnh trước cái đã, rồi chút nữa chúng ta tính sau. Chứ còn mà nó không có mảnh nào luôn thì đúng kiểu nó có đặt đi nữa thì anh em cũng chỉ có một con đó thôi, anh em kết hợp bộ đâu có được đó. Cho nên là mình cũng cẩn thận là mình chọn được bộ nào. Thí dụ như bây giờ mình chọn được cái này nè, mà chưa biết đi cần ai được hay không nha, nhưng mà bây giờ mình chọn được 3 con, thấy có 2 con 2 tiền rất là ổn luôn, cho nên là bây giờ mua trước, sau rồi mình mới kẹp con MV cần ai vô cái đội hình của mình đó, chút xíu nữa nó ra nữa thì mình sẽ có 4 cần ai đấy, thấy chưa. Cũng đơn giản, cũng nói chung là cũng đơn giản thôi, không có khó lắm. Nhưng mà chế độ đội hình này nếu mà anh em thích thì anh em bỏ hết vô anh em chơi luôn cũng được. Cho những anh em nào mà kêu gọi là chế độ đội hình mà lần trước đó, mùa trước đó nó khó quá, thì chế độ đội hình lần này là dành cho anh em nè, anh em kẹp vô anh em chơi hết luôn cho mình, đừng có bỏ con nào hết, kẹp hết vô mà chơi luôn. Kẹp hết vô mà chơi luôn, bạn chơi một lần cho nó là có đủ tướng luôn, không có thiếu con nào hết. Chủ yếu là nó ra hay không thì tùy, ra hay không thì tùy, cái đó là phải nhờ vào nhân phẩm của anh em rồi. Chứ còn nếu mà anh em mà tự tin anh em kẹp hết vô luôn, đừng có bỏ con nào hết đó. Đó, như vậy thì chế độ đội hình của anh là sẽ gọi là full tướng, full tướng nha, chứ không có thiếu con nào hết. Đó, thấy không? Bởi vậy người ta nói rồi, chế độ đội hình lần trước khó đúng không, bây giờ là dễ nè, muốn làm gì làm. Nhà bác Hành nói muốn làm gì làm, tao không quan tâm nữa. Tao nói tao không quan tâm nữa luôn mà. Đó, và giờ bạn muốn full tướng đúng không, bỏ hết vô, nó không có cấm luôn á. Tóm lại nó còn không có gọi là số lượng tướng chọn, nó còn không cấm luôn á, là nó bạn muốn chọn bao nhiêu con bạn chọn, bạn còn bao nhiêu con tiền bao đó. Ví dụ như một trước là sao chọn con này 2 tiền, con kia 3 tiền là nó hết rồi. Không, bây giờ là mà tao muốn mày muốn bao nhiêu con 3 tiền cũng được, bao nhiêu con 2 tiền cũng được, kiểu như đưa vô cho đủ luôn cũng được nữa. Đấy, bây giờ mình lấy con phô lên, mà lấy phô lên thì sao, lấy phô lên mà bạn kẹp heo cái nai á, thì dễ nó bị mất đi mình lắm. Mà nó mất đi mình thì 2 con này mà mất đi mình thì gì, ai chơi phô lên 3 tiền là tại vì nó có đi mình nó mới 3 tiền, heo cái nai này á, nó có đi mình nó mới 2 tiền, chứ 2 con này mà giờ nó không có đi mình thì khác nào mấy con dễ rách đâu bạn. Cho nên là thôi, thà chấp nhận lấy ra như vậy luôn, đội hình thiếu tăng chút xíu nhưng mà kệ, nó còn đi mình, nó còn đi mình phô lên mà biến được thì cũng cũng mạnh lắm nha. Biến đúng rồi, tán rồi, bị tuôn cái hơi đầu. Ok, nhưng mà thằng này có Witcher vậy thôi, thằng này có Witcher cho ta, hình như nó có một con tabu thôi, một con tabu thì chưa kích bộ Witcher nha bạn, một con tabu thì chưa kích bộ Witcher, 2 con Witcher thì bây giờ mới có bộ cái Witcher. Chứ còn hồi trước là một hai hồi trước là 1 Witcher và 2 Witcher, còn bây giờ là 2 4 nha, là 2 con mới kích bộ, 4 con mới kích độ tiếp theo. Nó cho nên là bây giờ nếu mà đi muốn mà phá bộ đi mình bằng quýt chơi cũng khó.
Cũng hơi khó thiệt. Tại vì phải tốn tới hai con, tốn tới hai con mà hai con thì bạn biết hai slot đó đâu có phải rẻ đâu bạn, cũng khó lắm chứ. Bỏ hai slot ra để lấy cái khắc chế đi mình thôi thì cũng tới một chuyện. cũng tới một chuyện thiệt. Rồi, biến 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 quỷ, đúng rồi, biến quỷ hay quá. Mày mày rồi thôi, thua thua lên chết là đi rồi bạn. Ờ, bà vậy mà thua bạn, ơi bà vậy mà thua nha. Được. Ơi, thôi xong rồi, thôi xong rồi, biết làm cái gì liền luôn bạn ơi. À, biết làm cái gì liền luôn, đương nhiên là phải lấy mana cho Fallen rồi nè, lấy cho nó một cái kiếm gãy nữa luôn. À, mình có ba cái kiếm gãy ở trong chọn luôn, nhưng mà mình chọn một cây thôi, mình đâu cần nhiều. Kiếm gãy bây giờ Fallen thì nó chọn hai cây cũng được. À, nhưng mà Fallen bây giờ đầu tiên là phải có cây súng trước, rồi chúng ta mới tính tới cái việc là có cái gậy gai. Đó, có cây súng là quan trọng nha, rồi cái gậy gai sẽ từ từ mình có cũng được. Đó, cho nên là nói chung á, Fallen á, thì mình cần là hai cái một ma năng, hai cái dây chuyền, hai cái kiếm gãy và rất nhiều gậy gỗ, càng nhiều gậy gỗ càng tốt, và thêm mặt nạ đỏ nữa, thêm con nào thì ngon con đó. Trời ơi, phải nói luôn á, cái con một tiền này nó là thứ gì vậy bạn ơi? Nó to vãi đái luôn á, kiểu như bạn nhìn thấy không, nó to hơn con Doom 2 luôn. Con Doom 2 là một con 4 tiền 2 sao nha, mà con này là một con 1 tiền 1 sao. Nhìn con Doom 2 bỏ vô là không thấy nó đâu luôn, con Doom 2 bỏ trước mặt con này là không thấy con Doom 2 đâu luôn. Khổ thật, con Doom đúng khổ luôn. Doom nói tao đã làm cái chuyện gì mà cho con này bự vậy, mới cỡ này mà nó đấm con Doom một cái thì chỉ có nước mà chôn thôi bạn. Chỉ có nước mà chôn thôi. Nhưng mà phâu lên 2 sao rồi cho mình cái trứng nữa, cái này là điềm nha bạn, cái này là điềm nè. Tại sao bây giờ nếu mà đi phâu lên á thì mình sẽ đi cái gì? Cái gì còn mình không biết, nhưng mà phâu lên phải phâu lên 3, chứ 2 sao là không ăn tiền, 3 sao mới được. Cho nên bây giờ là mình đang level 8 mà mình chưa có tiền nè, nhưng mà anh dày được rồi, đồ hình dày được rồi, tích tiền đồ hình dày được rồi, tích tiền là hợp lý nè, không có hả, không phải là quá khó khăn gì. Nhưng mà nếu mà bây giờ mình có cây súng nữa thì tuyệt vời. Đó, đúng rồi, trời ơi, tán đau hơn, đau đau lắm. Phâu lên 3, quên, phâu lên 2 tán là cũng gọi là thứ dữ rồi đó, chứ chẳng đùa đâu bạn. Mày chết nè, mày chết nè, xíu nữa là mày hại con phâu lên của tao rồi. Mua luôn up, up 6 đưa con rái cá vô. À, đưa úp 6 đưa con rái cá vô. Tại sao con rái cá của chúng ta nó có cái vỏ sò ngon đó, nếu mà kích hoạt được vỏ sò ngon nó sẽ rất là phù hợp cho mấy con mà đam chính như mình. À, nó đam chính như mình, tại vì kích hoạt được vỏ sò ngon là đánh là nó sẽ tích cái một cái thêm 1% sát thương ở trên người đối phương đó. À, 1% sát thương trên người đối phương là thứ dữ lắm nha, tích được 10 lần là 10% sát thương là cũng đau à, đấm một cái là đau tới công chuyện luôn á. Rồi, ok, trời, thị vệ thường ngày vẫn mãi đỉnh, chết 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 liền. Ôi sao đánh né không vậy ta, ô đánh sao né không đó, kích vỏ sò ngon này không, nhưng mà mấy thằng này yếu quá thì cũng chả cần vỏ sò ngon lắm, nhưng mà đánh né không à, thằng nó đi eo ở đâu vậy? Mà eo yếu cái gì mà né mấy con lạ lạ vậy, né không luôn bạn, đúng kiểu là né không luôn, không có một chút xíu gì gọi là có gợn gợn luôn, né liên tục luôn đó. Bây giờ chúng ta có 2 Witcher nè đó, bây giờ mới kích bộ Witcher nha, chứ hồi nãy là chưa có bộ Witcher nha, bây giờ mới có bộ Witcher nè. Và bây giờ là chúng ta đi đi mình không có sợ phải không có sợ phải, phải kiểu là bị mất đi mình nữa, bây giờ có thể kẹp nhiều con đi mình vô đội hình rồi. Hai Witcher là đã được rồi. 4 Witcher thì nó sẽ có một cái option nó khá là bá đạo, nhưng mà chỉ dùng cho những cái con mà có sát thương kỹ năng thôi. À, là tất cả những con trên 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 bàn của bạn á thì nó sẽ chuyển sát thương kỹ năng của nó, thì giống như là sát thương kỹ năng thì nó có 2 loại, một là sát thương phép và một là sát thương vật lý. À, nhưng mà bây giờ thì nó sẽ chuyển thành sát thương chuẩn hết. À, nó sẽ chuyển thành sát thương chuẩn hết là bao nhiêu đam là bao nhiêu máu luôn, lấy cái súng.
À, lấy cái súng rồi, đương nhiên rồi, lấy gậy gỗ kiếm gãy luôn, lấy cái gậy gai luôn. Nói chung là lấy cái gậy gai là mình cũng chơi theo cái dạng là gọi là đủ đủ đầy, tại vì gậy gai là một thứ quan trọng. Chút xíu về cuối bạn đánh né là mất cái gì đó nó kinh khủng lắm nha. Bạn chỉ cần miss một hiệp thôi là bạn không hút máu được nè, bạn miss một hiệp là bạn không không hút máu được nè, bạn miss một hiệp là sao đối phương nó không mất máu nè, là nó đánh bạn chết luôn á. Là bạn chỉ cần miss một đòn một thôi là bạn có thể đi luôn rồi đó. Có những con tướng nó phải đánh nó mới sống. Sarac Ranger cũng vậy, Sarac Ranger bị choáng là chết đó, cho nên Sarac Ranger là phải đánh liên tục hút máu liên tục, tại vì nó càng thấp thì hút máu nó càng cao, hút máu liên tục hút máu liên tục hút máu liên tục để làm gì? Để nhận lại cái lượng máu để nó tiếp tục nó sống, để nó đánh tiếp, mà nó đánh tiếp thì nó lại càng sống nữa, tại vì nó sẽ hút máu mà đó. Cho nên là nhiều con tướng là bắt buộc bạn phải đánh liên tục, bạn mà dừng lại thì bạn thua, bạn bị hụt một cái thì bạn chết. Cho nên là cái gậy gai thấy vậy chứ cũng quan trọng nhiều, giống như con Fallen nè, nó có sát thương, nhưng mà sát thương của nó có thể 50% chuyển thành sát thương chuẩn, biết rồi, đam to đấy, nhưng mà mày đánh hụt thì nó cái nhầm nhò. À này không nè, thằng này đi eo nè, thằng này đi eo đánh mid không, nhưng mà hên là mình có cái gậy gai rồi đó. À, mình có gậy gai mình mới thắng ván này, chứ mình mà không có cái gậy gai là mình đi ván này rồi, mình không có gậy gai là mình chết ván này rồi. Ok chưa, thấy không, nhờ là mình có cái gậy gai. Bạn mà đi dưới eo á, thì bạn sẽ thấy một cái vấn đề lạ lạ là sao. Ví dụ giống như con nào mà cầm gậy gai á, nó sẽ có một cái chênh lệch sát thương so với những cái con khác rất nhiều luôn, tại con khác đánh đâu có vô sát thương đâu, né không à, cho nên là nó gục luôn. Cho nên là nó gục luôn, mày không, là còn mấy con nào mà có cầm gậy gai cái ống sát thương của nó sẽ chênh lệch. Chắc cái con mà không cầm gậy gai nó sẽ bằng 1/10 cái con cầm gậy gai thôi, mà cái gậy như ý thì nó càng kinh khủng. Gậy như ý thì 100% bỏ qua né tránh của đối phương thì nó lúc đó là nó cứng hơn rồi, lúc đó lên được tới gậy như ý là ghê rồi. Đó, ok, được luôn, vẫn win nha, có chuỗi luôn nha bạn. Bây giờ cái chuỗi này mình không mong gì hết. Cái chuỗi này bây giờ mình chỉ cần mong nó là nó giữ cho mình tới 50 tiền thôi. Chỉ cần đạt tới 50 tiền rồi mất chuỗi cũng được nữa, nhưng mà phải 50 tiền nha. Đừng thấp hơn. Thấp hơn là mệt lắm bạn. Trời ơi, mình chỉ cần giữ cái chuỗi tới 50 tiền thôi là quá đủ rồi. Quá đủ luôn rồi, nhưng mà cái chuỗi này phải càng càng nhiều càng tốt, tại vì hiệp 13 rồi. Bình thường hiệp 13 này là người ta đã có 50 tiền rồi đó. Bốn mấy 50 tiền hết rồi. Mình mới có 20 tiền thôi. Bây giờ mình phải chạy trước hiệp 15 để coi mình hết hiệp 15 là mình phải up 7. À, mình phải up 7 xong rồi mình up 8 mình xoay chứ. Fallen mà. Fallen là phải Fallen 3, không có nói nhiều. Fallen là phải Fallen 3, không có nói nhiều được bạn, không là chắc chắn là bạn phải 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 lên 3 sao, chứ bạn 2 sao thì bạn chơi không nổi. Nhiều bạn nói 2 sao em cũng thắng được mà. Ừ thì bạn có thể trận đó thôi, nhưng mà không phải là chắc chắn là bạn thắng. Bạn hên là nó may mắn một cái là đối phương của bạn cũng hơi yếu, cho nên là bạn có thể thắng được với lại con Fallen 2. Chứ mà bạn muốn mà chắc chắn thì bạn phải lên Fallen 3 thôi, hoặc là đối phương bạn trì trạc mà trâu chó này này kia đó, bạn không lên Fallen 3 bạn thua rồi đó. Cho nên mình nói là sao, cái game này á, từ 3 tiền đổ lại 1 tiền á, là nếu mà carry á, là phải lên 3 sao, chứ mà 2 sao là không có ăn tiền. 3 tiền phải 3 sao, 2 tiền cũng phải 3 sao, 4 tiền, 4 tiền thì du di thôi, tại vì cái lượng sức mạnh của nó ở 2 sao á, là cũng gọi là mạnh rồi. Cũng gọi là mạnh rồi, nhưng mà lên 3 sao là một cái gì đó nó hủy diệt luôn bạn. Nhưng mà 4 tiền 3 sao đâu có dễ. 4 tiền 3 sao là một cái gì đó nó khó nha. Mình nói thiệt luôn, bây giờ bạn lên 4 tiền 3 sao có khi còn ít hơn 5 tiền 3 sao nữa. Tại 5 tiền 3 sao bạn có thể đi Goblin Mix. Bạn lên 5 tiền 3 sao nó dễ. À, chứ còn 4 tiền 3 sao không khó lắm nha, khó lắm luôn. Ví dụ như Doom 3 nè, Thuyền trưởng 3 nè, Rồng 3 nè, Rồng 4 tiền 3 sao á, Rồng 3 nè. Mấy cái đó hiếm thấy lắm luôn, hiếm lắm luôn, chứ không phải dễ đâu. Hồi đó Berserker, lúc Berserker là carry mà, tại vì lúc nào bạn cũng phải dùng Berserker để bạn gánh team á, cho nên là lúc nào thằng nào cũng ôm, thằng nào cũng ôm Berserker. Lên được Berserker 3 là một cái gì đó nó kinh khủng lắm mà, kinh khủng lắm luôn. Bơ 4 tiền 3 sao là thứ dữ, bơ bây giờ là 3 tiền thôi. Bơ 3 tiền là đương nhiên là lên 3 sao là nó dễ hơn nhiều rồi.
dễ hơn nhiều luôn, một trời một vực luôn bạn, tại vì ba tiền nó khác. Mà sức mạnh của con bơ bây giờ nó cũng tới, hôm qua mình mới làm đấy, bơ bơ ba. Bơ ba là được bạn. Không biết bạn khó khăn cỡ nào mình không biết nha, nhưng mà bạn lên được con bơ ba là bạn thấy cứng liền. Đội hình bạn kiểu như là đang 1-9-1-10 với thằng khác đúng không? Không, bạn lên được con bơ ba bạn thành 12. À, bạn lên bơ ba bạn thành 12 liền, cái thằng kia chỉ có 9 thôi, thua 3 điểm. Nào. Lên được con bơ ba nó khác liền, tại vì cái sát thương kỹ năng của nó là bây giờ nó là sát thương bị động đúng không, là nó đánh tỷ lệ nó ra phần trăm nó xuất hiện. Mà mỗi lần xuất hiện ống sát thương của nó lên khoảng 8-9 ngàn không. Ném rìu một cái sát thương tăng 8-9 ngàn thì bạn thấy cỡ nào? Trời đất ơi, cái đó là kinh dị Mỹ á, chứ không đùa đâu nha. Rồi. Bây giờ chuẩn bị up cấp thì mình nói là hết hiệp 15 là mình đã có 50 tiền rồi. Hết 50 tiền này chúng ta sẽ lấy up cấp. Hết hiệp này mình hiệp 16 mình sẽ up cấp nè, up 7. Up 7 xong mình nếu mà tình hình mà ổn á, mình còn giữ được chuỗi á, hoặc là mình còn cảm thấy đội hình của mình có thể thắng được á, thì mình sẽ up 8 luôn. Nhưng mà mình nghĩ là chắc là phải up 8 luôn trong mọi trường hợp. Bây giờ up 8 là nó ổn định nhất, tại vì xoay phô lên cho nó dễ ra. Xoay phô lên cho nó dễ ra. Còn không chín luôn cũng được, chín xoay 3 tiền vẫn ổn nha. Hồi trước á bạn mà xoay 3 tiền ở chín á là nó khác nha. Bạn xoay 3 tiền ở chín nó khác, còn bây giờ mới chỉnh sửa cái tỷ lệ xuất hiện bài của level 9 á, thì bây giờ xoay 3 tiền ở level 9 cũng ổn. Hồi trước thì nó không ổn lắm nhưng bây giờ nó ổn rồi. Bây giờ là nó cũng gọi là ổn rồi. Chứ còn hồi trước mà xây 3 tiền ở level 9 á là hơi tù nha. Hơi tù nha, tại vì có 25% ra 3 tiền thôi. Còn bây giờ là 30% ra 3 tiền, nó rút lại của thằng 2 tiền 5%. Đó, cho nên là bây giờ là nếu mà ở level 9 bạn xoay 3 tiền vẫn ổn. Còn hồi trước không ai úp 9 xoay 3 tiền, có để 8 xoay 3 tiền thì có. Hoặc là 10 luôn. Mà 10 thì xa vời. Mình hiếm có khi nào mà mình úp 10 mà trước khi mình có con chủ lực của mình lên đủ đội hình lắm. Hiếm, hiếm nha. Có đó phải nói là hiếm luôn, tại vì tới đến 10 là bạn 48 tiền, là bạn biết nó kinh khủng cỡ nào. 48 tiền để bạn lên level 10, từ 9 lên 10 48 tiền. Mỗi hiệp bạn cùng lắm là bạn chỉ có khoảng 10 tiền thôi. 48 tiền là tính ra là khoảng 5 hiệp luôn, 5 hiệp nha. 5 hiệp, có khi 5 hiệp đó là mỗi hiệp bạn 10 máu là bạn thấy đi 50 máu rồi đó. Ở đó mà cắn răng lên, xong rồi cắn lên 10 làm gì, xong rồi bạn phải xoay nữa, tốn thời gian. Mình để 9 hoặc là để 8 mình xoay có carry cái đã, rồi mình up 10 sau cũng gọi là ok. Không có mất mát gì lắm phải không? Có thể mà mình thua nó một con, nhưng mà cũng chỉ một con thôi, nhưng mà carry tao có là tao ăn rồi nha. Trời đất ơi, mất cái chuỗi này mới nhục nè. Chấm máu nha. Ôi, xui dữ vậy trời, mất cái chuỗi. Mẹ, đúng kiểu là mình nói thiệt luôn, đúng kiểu là mình giờ mình chỉ cần giữ chuỗi khoảng chừng 3 hiệp nữa thôi là mình lên level 8 rồi. Là ngon dữ lắm luôn. Up cấp mới có một phát thôi, nó lên đội hình được cái nó mình mất cái chuỗi luôn. Gan đấy con, mày gan đấy. Không, mất cái chuỗi này cũng đúng để bài nó mạnh chứ không phải là nó yếu nha bạn. Bài nó mạnh thì nó lên nó ăn cái chuỗi thì đúng rồi. Nó ăn cái chuỗi thì đúng rồi chứ sao nữa, mình yếu thì mình mới thua thôi. Nhưng mà bây giờ đội hình của mình nó chưa có được cấu thành, thí dụ như bây giờ mình muốn đi xấu xuyên. Chưa có xấu xuyên giờ không có đi được. Khổ vậy đó chứ, mà nếu bây giờ có xấu xuyên thì nãy trận đó đâu thua. Nhưng mà bây giờ mình không có kiếm ra được xấu xuyên, kể cả hàng dự bị, kể cả đội hình chính luôn cũng không kiếm được xấu xuyên nữa thì làm sao? Khó quá. À, thằng này đi Warrior rồi, thấy thì biết rồi. Warrior này chắc là Fallen ăn được, tại vì Fallen nếu mà đánh sát thương chuẩn thì cũng ổn. Trời thua mẹ luôn. Xui dữ trời, con Stone Bearded 2 sao rồi, nãy giờ mày làm tao hai phát rồi tao hơi giận giận rồi đó. Từ bên đây thì giảm cái đùng bay qua bên đây làm choáng hên khúc. 2 sao là 2 giây, làm choáng 2 giây đánh lại được mấy phát cái là tôi làm choáng nữa. Trời nó cứ khổ dữ vậy ta.
Không, nhưng mà kệ, 87 máu thì mình còn cắn răng rồi chịu đựng thêm được cũng thời gian nữa. Mình 80 mấy máu thì cũng chịu được lên khoảng chừng 5-6 hiệp nữa. 5-6 hiệp bạn thua, thí dụ như 6 hiệp đi, mỗi hiệp bạn thua mười mấy máu là bạn đã đi chưa? Đi liền. Mà giai đoạn này thì lỡ mà bạn thua thì chỉ có mười mấy máu thôi. Mười mấy máu là chuyện bình thường thôi, bạn gặp siêu đẻ thôi. 20, 27 máu, 30 mấy máu, trời ơi, bình thường. Thằng này đi eo. Thằng này đi eo nha. Nó chín eo luôn, đi eo fake. Ok, eo giờ này mày mạnh rồi, thấy chưa? Hiệp này 15 máu rồi, thấy chưa? Mình nói rồi, bây giờ bạn chỉ cần sơ sẩy 1-2 hiệp thôi là bạn 87 máu bạn bay luôn. Nhưng mà ít ra mình cũng phải chịu thêm được khoảng 5 hiệp nữa. May may ra thì mình cũng chạy tiêu 5 hiệp nữa thì mình mới gọi là có chết được. Khó nhỉ. Khó đấy. 72 máu, nếu mà cỡ 15 máu như vậy thì chắc khoảng đi khoảng 5 hiệp, 5 hiệp bay bay màu. Ok, nhưng mà giờ phải có sáu xuyên, phải có sáu xuyên bắt buộc luôn thì chúng ta mới thắng được, chứ còn bây giờ 8, bây giờ xoay nè. Bây giờ là thời gian mình xoay nè, mình xoay mình vừa mình kiếm sáu xuyên, vừa kiếm phong lên ba luôn. Bây giờ được thì mình xuống sát một cái hiệp nào đó luôn cũng được. Thích thì luôn, nhưng mà bây giờ nó phải cho mình một cái gì đó, thí dụ là một cái dấu hiệu nào đó nó rõ ràng thì mình mới dám xuống sát, chứ còn không thì sao dám bạn. Điên à, xuống lúc đó mà nó gõ cho bạn thì chỉ có nếu mà khùng thôi, nó không ra bài một cái bạn hết tiền, lúc đó bạn thấy bạn thua chắc rồi. Cái gỗ, đúng rồi, thêm tóc đánh vô, xoay. Xuyên nè, trời ơi, hay quá nha. Đó, bây giờ, ui da, hết không có thời gian rồi mà còn bấm lộn nút nữa, mệt thiệt. Bán đi, mua con này để vô, để con này này vô là bốn xuyên. Bốn xuyên thì chưa hiệu quả. Bốn xuyên chưa hiệu quả, nhưng mà kệ, có bốn xuyên cũng đỡ hơn là không có. Trời ơi. Trời ơi, coi kệ lên này đụng mua con này đâu, xa năm xuyên rồi. Được, pha này ăn được. Ôi già trưởng bên kia trưởng qua cũng chí chí chứ bộ. Già trưởng nè, cút đi. Ý chà, xoay xoay tiếp cũng được. À đây rồi, sáu xuyên cái nhẹ đấy, sáu xuyên cái nhẹ, sáu xuyên cái nhẹ đương nhiên là phải đưa vô bạn. Bây giờ lấy đốc tờ ra, chúng ta mất qua lốc, nhưng mà chúng ta có thể lấy con cáo ra, con cáo cũng hay nha, nhưng mà con cáo này thì nó lại kích vỏ sò ngon. Bây giờ mình hút con phu lên, mình có hút máu rồi. Tính ra là con phu lên của mình có hút máu rồi, tại vì có một cái cuốc rồi, cái cuốc là hình như là 15% hút máu hay sao ta, hay là 10% gì đó, là cỡ đó thì cũng gọi là tới một chuyện. Nhưng mà đưa vô như vậy chúng ta sẽ có thêm 10, hút hút máu qua hai warlock nữa cũng ổn đó. Bây giờ có sáu xuyên rồi nè, bây giờ có thua thì mình không thua nhiều máu được, tại vì mình cũng trì trạc á, thua thì mình cũng thua khoảng 10 máu trở đổ lại thôi, chứ còn hơn 10 máu chắc khó. Bây giờ như vậy là ổn rồi. Ok. Trời ơi, thấy chưa? Ổn định chưa? Ổn định liền, ngon, ngon lành liền. Quá ngon. Trời, cái gì nữa vậy? Ui, phu lên nè, mua bạn ơi, mua vô. Mà nhiều lắm luôn, nhiều con lắm luôn, cần phải mua nè. Thí dụ như phu lên là sau Ripper cũng phải mua. Sau Ripper không phải mua, bây giờ mua hoài là toàn là bút chơi với lại đi mình không luôn. Xoay tiếp. Agency Ranger cũng phải mua, trời đất ơi nhiều thứ quá đó bạn, nhiều thứ quá nha. Rồi, tạm thời dừng lại. Mình không muốn lúng tiền luôn, tại vì một tiền đối với mình bây giờ nó cũng quan trọng nữa. Một tiền đối với mình bây giờ thì nó cũng là gọi là quan trọng, chúa của quan trọng luôn. Nó tán đi em, tán đi, đúng rồi, Fallen. Fallen thể hiện cho anh đi, đừng đừng chết. Hay quá, sáu xuyên nó khỏe quá bạn ơi, sáu xuyên nó khỏe liền luôn. Hồi nãy chưa có sáu xuyên gặp thằng này thì đi rồi. Thằng phép mà gấu hai mà ngon lắm. Hên là có sáu xuyên bây giờ nó đỡ hơn chút xíu rồi. Lên hai sao luôn, con nào lên cũng được hết.
Poland nè. Good boy, good boy. Bây giờ làm sao đây? Xoay tiếp luôn, lúng tiền cũng được luôn. Chơi. Ây cha. Dữ à. Ây cha. Căng à. Bây giờ xoay tiếp mà lúng dữ lắm luôn nha. Xoay tiếp pha này. Ừ thôi là kiểu vậy cũng được. Rồi 33 tiền. Coi như lúng 2 tiền lãi đi. Không có chỗ để. Hàng dự bị không có chỗ để nè. Mà bạn biết sao bây giờ mình không dám úp có cái trứng úp phu lên tại vì sợ là nó ra trứng nữa. Cái này mà nó ra trứng nữa là dốt lắm luôn á. Nó ra hai trứng nữa ra một con phu lên là mình lên được rồi. Chút xíu nữa bạn giờ bạn úp đi cái chút ra hai trứng là ăn cứt luôn. Nó ra hai trứng không nó ra thêm một con phu lên nữa cái lúc đó là thấy khóc rồi. Đúng không? Cho nên là nó bây giờ chúng ta phải để im để coi cái hiệp sau nó ra cái gì. Hiệp sau mà nó ra phu lên là mình lấy trứng mình úp luôn. Còn hiệp sau ra trứng là phải tích lại nha. Hiệp sau mà ra trứng là phải tích lại liền á. Trời đất ơi, có kỹ năng bạn mình biết liền, mình nhìn bài là mình biết liền. Ok, 24 là xuống sát luôn. Xuống sát hiệp 24 luôn. Phô lên 3. Tại giờ chỉ có nước ừ sao mà giờ 25 rồi, chết rồi. Thôi để hết hiệp quái đi. Hết hiệp quái đi, hiệp 26 xuống. À, dù sao thì cũng rớt vào cái bí thuật mà. À, dù sao cũng phải rớt vào cái bí thuật là sao trước quái một hiệp hoặc là sau quái hai hiệp à, cỡ vậy là hợp lý chứ còn mà không có cần phải phải gọi là xuống sát hiệp 25 25 thì bạn biết rồi đó 25 là cái hiệp để tích tiền trừ khi nào là bạn gấp dữ lắm kìa à, trừ khi nào là bạn gấp dữ lắm kìa bạn mới dám xả tiền hiệp hiệp quái thôi chứ mình cũng hay xả tiền hiệp quái lắm nha nhưng mà cái đó nó phải khác còn cái giai đoạn này mình còn 72 máu mình chưa thua à, còn cái này mình tóm lại là cũng gấp đó nhưng mà chưa đủ gấp chưa đủ gấp để mà chơi theo kiểu như vậy mà cái này mới ghê nè lấy cái nỏ thần đi đúng rồi lấy cái nỏ thần đi rồi hợp lý xoay thôi giờ xài hiệp 26 thì bây giờ mình xoay thôi chứ ngại gì nữa bạn ai chà ông cố ơi, thằng kia đi eo quên nữa trời đất ơi biết vậy nãy ghép vậy như ý là chết mẹ thằng eo với mình rồi. Quên quên mất không không nhớ thằng trời, nãy giờ mình không nhớ luôn nha tính ra mình thấy thằng đầu bảng nó có chuỗi nhưng mà mình không nhớ đi đồ hình gì luôn bình thường là mình nhớ mấy thằng có chuỗi hết trơn luôn sao tự nhiên trận này mình không nhớ luôn bây giờ mình lật ra mình mới thấy nó đi eo chết rồi vướng bảy rồi à, vướng bảy rồi bạn ơi cái pha này vướng bảy của cái trang bị rồi chết mẹ rồi đít mạng mẹ luôn rồi vừa nhận điện thoại cái nó rớt mạng luôn rồi cứng ngắc rồi không làm gì được hết giờ sao ta ủa tại vì đang xài 4G đó cho nên là ăn ăn điện thoại một cái là bị rớt rớt mạng luôn what fuck cay thật ok từ từ 12 vô lại em ơi vô lại liền nhanh mà thắng thua thì ta hình như thua thì phải hình như thua thì phải đúng không thua bao nhiêu máu thua 20 máu 20 máu thằng này là xấu giả thú gấu mà làm sao mình thua 20 máu được xạo chó vậy ta sao mình thua 20 máu được ta chắc bị lắc á chắc bị lắc cái là không nào đánh nữa là sao á kỳ vậy ta làm sao mà thua 20 máu được nghe là thấy xạo chó rồi bây giờ phải ra một con phô linh nữa thì may ra hai trứng à hai trứng mà không dám dùng luôn bạn hai trứng mà không dám dùng luôn mà ui da thằng này khác thằng này đi phép à già hai chín phép hả ui chà chín phép cũng được quá nhờ chính phép cũng được đấy nhưng mà tao có được không ta được không không được không được rồi bị hóa đá này pha này thua rồi trời ơi xíu nữa à bạn à, xíu nữa à, ok chính phép được chính phép nãy mình cũng ghép cái vĩnh hằng rồi ơ cái vận mệnh rồi chút xíu mình lên vĩnh hằng luôn cũng được còn nếu mà bạn muốn sợ chính phép á, thì bạn đưa con phô lên bạn qua phải nè ngay chỗ góc này nè ngay chỗ trước mặt con ảnh phẫn nộ rồi đưa con ảnh phẫn nộ đi chỗ khác tại vì mình không có muốn con ảnh phẫn nộ nó triệu hồi một con về sau lưng con phô lân Witcher của mình tại vì con phô lân nó quay lưng nó đánh thì rất là tệ cho nên là
Nếu muốn né phép thì dễ lắm, kéo qua phải nè chút xíu nữa cái, tại đừng đối diện với thằng già là được. À, đừng đối diện với thằng già là được, là bạn cũng né được kha khá sát thương rồi đó, chứ không phải giỡn đâu. Đó, để chút mình tính. À, chút tính bây giờ mình mục tiêu duy nhất của mình là gì? Full lên 3. Không có full lên 3 thì không có đi đội hình nào cũng thua thôi. Được, thằng này ăn được. Ăn thằng này được, thằng này gấu nè. Ủa sao nãy mình thua gấu? À, thằng gấu kia, gấu sáu dã thú đúng không? Doctor Zoro đúng không? Được, tao nãy 20 máu. Cái pha đó xạo thiệt luôn, mình không có nhìn thấy cho nên là mình không có biết tại sao mà mình lại thua tới 20 máu được. Làm gì có cái chuyện mà hy hữu vậy được, bài mình đang xanh nha bạn. Hiệp 29 nè, xuống sát luôn. À, bài mình đang xanh nè, phô lên nè, phô lên này lấy trứng úp nè, tại vì ra một phô lên rồi cho nên mình lấy trứng úp luôn. Ra con phô lên đó em ơi. Phải ra hiệp 29 là nó phải ra. À, ta không có bắt buộc mày là cái gì nhưng mà hiệp 29 thì mình phải ra đây nè. Chạy đi đâu được bạn ơi, chạy đi đâu được này. Phô lên ba cái nhẹ nè, rồi bây giờ được rồi, tích tiền là úp chính thôi đó. Kéo phô lên qua đây né già doctor đúng không? Nó cái thằng này mà nó lại ăn mình 20 máu, rõ ràng cái trận đó là do mình văng ra ngoài cho nên là nó bị đít á. À, là nè, sao mà có thể ăn mình 20 máu được? Thí dụ mình mới úp phô lên ba thì nghe nói nó làm sao đó, nó mình là mình thắng nó luôn mà làm sao nó ăn mình 20 máu được. Ôi 20 máu là độ cả đội hình nó chỉ chết một hai con thôi thì may ra nó mới ăn được mình được 20 máu đúng không? Quá rõ ràng đó là một có cái gì đó ám muội ở chỗ này. Nhưng mà con phô lên của mình lại chưa có những dịch chuyển, phải có những dịch chuyển nha. À, còn không thì bây giờ phải tính cách nào để cho nó hồi mana, chứ không là nó bị chút xíu nó ăn doom là ăn cứt luôn. Nhờ có những dịch chuyển thì bạn mới thoát khỏi cái kỹ năng của con, ví dụ như con Sao Devoret nè. Con Sao Devoret là con hút mana của team team bạn nè, cái con mà đầy mana đầu tiên nó hút mana xong rồi nó chuyển lại mana cho team nó xài. Đó, cho nên là con Fallen này ăn con gặp con Sao Devoret là chết nè, gặp Tabu chết nè. À, đánh rất là tệ luôn, bị đun cái cũng chết, cho nên cái này trừ khi là bạn phải có những dịch chuyển hoặc là làm cái cách nào đó để cho nó hồi mana, chứ nó như vậy thì nó không biến quỷ được luôn. Chút xíu chỉ cần nó như vậy thôi, chút xíu nó không biến quỷ được luôn là thua luôn. Rồi búa xét tốt. À, có chín phép đúng không, ghép cái vĩnh hằng. Cần tốc độ đánh đó. À, đương nhiên là mình cần tốc độ đánh đó, nhưng mà không, mình phải chơi đúng đúng gọi là đúng meta, thằng đầu bảng đi eo nữa. À, thằng đầu bảng đi eo nữa cho nên mà mình đánh mình chưa có gậy như ý, cho mình quyết định mình lên cái vĩnh hằng này đi. 25% giảm sát thương, 25% giảm sát thương. Hy vọng là con Fallen của mình sẽ sống thêm lâu lâu chút, lâu lâu chút xíu rồi nó hãy chết. Chết xong thì còn 4 giây nữa để sống. À, thấy chưa? Lâu lâu để nó mới chết, à, lâu lâu nó mới chết nhưng mà chết xong rồi còn 4 giây nữa để sống. Nghe thấy nó hơi xạo nhưng mà thật ra 4 giây đó ăn tiền nha. Nếu mà cái game này mà có thể gọi là cho nó bán cái option đó mà mình cái option mà sống 4 giây đó thì nó phải là cao giá nhất. À, mình cỡ giá nào mình cũng phải mua. Ồ đúng kiểu luôn. Ừ hên quá coi nó biến quỷ được, chứ tưởng biến quỷ không được luôn chứ thì ăn cứt rồi. Hay quá, sao rạc, trời ơi sao rạc này đi Kira đúng không? Sao rạc Kira đi Kira, sao rạc 1 ơi, sao rạc 2 cũng không ăn được luôn bạn, nói thiệt luôn, sao rạc 2 pha này nó cũng không ăn được luôn. Thì sao rạc 1 thì ăn cái gì? Ăn cứt. Trời ơi, nó làm gì có cái gì để ăn bạn. Đi Kira, đi Goblin, ơ quên đi Warrior, đi Warrior, ừ thì biết Warrior là nó cũng dữ rồi. Mà đi Kira thì ừ cũng ngon rồi. Nhưng mà lại sao rạc 1 thì ta đưa bơ 2 đi. Đi bơ 2 nó ngon hơn chứ. Sao rạc 1 mà cái option, cái kỹ năng của nó đâu có tới công chuyện đâu bạn. Thấy không? Đó, bây giờ là mình đi 6 giả thôi, quên 6 xuyên, 4 Witcher. 4 Witcher thì team này có kỹ năng gì? Kỹ năng thì chắc là cái quạt mực của Rim Tất nè, cái nổ của con Evie Knight nè, cái hồi máu của con Soul Reaper nè, đó là những cái sát thương nó sẽ trở thành sát thương chuẩn. Đó, vậy thôi.
eo này, eo mà mình có gậy gai ở nha. Eo này là mình có gậy gai rồi đó, nhưng mà đánh nó có vẻ như không, ta không ăn tiền nữa bạn chứ. Chứ nói gì? Ôi. Trời đất ơi. Xui có một cái là bạn bây giờ bị đánh chết bởi con triệu hồi, cho nên nó không có sống thêm mấy giây được. Này là mình có, cái này là phải có gậy như ý. Mình có gậy gai rồi đó, và đánh có vẻ không thấm lắm. Này phải có gậy như ý thì ngon. 12 trận thắng liên tiếp. Thằng này level 8 đúng không? Mình up 10 luôn. Mình up 10 luôn, hiệp 35. Hiệp 35 này nó chỉ cần rớt cho mình một cây đau quỷ thôi. À, một cái đau quỷ thôi, mà đau quỷ này nó không phải là đau quỷ theo kiểu là quỷ quỷ sứ, quỷ quỷ ma đâu bạn. Không, cái đau quỷ này là quỷ diệt. À, quỷ diệt ai? Quỷ diệt thằng chín eo. Đau quỷ này là quỷ diệt ai? Quỷ diệt thằng chín eo. Đây nè, thằng này có sa đặc hai nè. Này có sa đặc hai nhưng mà nó vẫn thua nha bạn. À, thằng này nó vẫn thua mình. Nó chết mẹ rồi, bị câm lặng rồi, thì đúng kiểu là nói trước bước hôm qua thiệt. Mới nói bị câm lặng có câm lặng luôn, mới nói thắng là có thua luôn, hay thật. Nè bạn thấy không, pha này đáng lẽ là mình mà biến quỷ được là mình không có thua luôn á, nhưng mà lại không biến quỷ được. Xui dữ trời. Ồ, xui dữ ấy chứ. Pha đó biến quỷ thua kiểu gì? Pha đó biến quỷ thua kiểu gì bạn? Gậy gỗ, trời, tao không cần. Tao không cần gậy gỗ nữa, tao cần những dịch chuyển, những dịch chuyển đi, cho tao cái dây chuyền đi, dịch chuyển qua bên kia, hoặc là rớt cái đau quỷ đi chẳng hạn, cũng được. Rớt đồn vậy chết em rồi. Tại vì cái con, bạn thấy cái con Fallen bây giờ nó không biến quỷ được liền. Nó không biến quỷ được liền, nó cứ phải chờ đó, bị ăn Doom giống như nãy là thua đó. Bị ăn Doom là chết liền. Cay thật, sao vậy ta? Thiếu thiếu món trang bị mà nó đơn giản cái mức vậy luôn, thiếu món nhận dịch chuyển mà nó không có luôn. Từ đầu trận tới bây giờ có cái nhẫn dịch chuyển là quên, có cái dây chuyền để làm gì, ghép cái súng là hết rồi đó. Hết rồi đó, nó không có ra miếng nào luôn, không có chọn được cái nào luôn. Trời ơi, điên thiệt. Biến quỷ, ừ, biến quỷ được, biến quỷ là còn ăn được, ít ra cũng giết được một hai con đồ. Thì còn may ra ấy, ít ra là muốn có chết thì cũng không có tốn nhiều máu quá. Mẹ bị choáng là thấy không vui rồi đó. À, bị choáng là thấy không vui gì đó. Ok, đau quỷ chẳng hạn, mảnh minh hồn. À, mảnh minh hồn ép búa xét đi. À, búa xét giật, giật kỹ năng này chắc là sát thương phép thì nó đâu có né được. Ừ. Này để coi hết hiệp này coi nó ra cái gì. À, hết hiệp này coi nó ra cái gì. Mẹ rớt hiệp 35 vẫn rớt được một đồ trắng, nếu mà đánh chết quái vẫn rớt được đồ trắng nha. Rồi còn đồ chọn thì chọn đồ cuối là cái chắc rồi. Nếu như mà nó không rớt cho mình cái dây chuyền á thì mình ép cái gậy gậy sét luôn. À, kệ nó có gậy sét cũng đỡ. Ít ra thì nó cũng đỡ thằng kia nuôi Doom rồi. À, cái thằng kia nuôi Doom rồi, thằng biết chơi chứ bộ, thằng này biết chơi nha. Này nuôi Doom là nó biết chơi nè. Nó biết chơi dữ lắm nó mới nuôi Doom, tại vì nó biết là mình không biến quỷ được liền. Nó nuôi Doom để nó kết hợp với lại con Rim Tất của nó để câm lặng, cũng hay. Hay chứ. À, biết chơi đấy, nhưng mà có cái là thì tao thấy rồi. ý định trời, trưởng ma pháp mẹ nó. Rồi, xong. Anh em hiểu phải, anh em phải làm gì rồi đúng không? Đương nhiên là lấy gậy như ý rồi, Ngộ Không nè, bố mày đập cho mày không không thấy đường về luôn không à. Gậy sét biến quỷ cho nó lẹ. Thêm một cái gậy sét nữa cho con Soul Reaper đó hồi máu, tại vì hồi máu là sát thương chuẩn nha. Bạn nên nhớ hồi máu là sát thương chuẩn á. Rồi. Sau đó là mình up 10 để con gì vào chưa biết. À, chưa biết nha, để nếu được thì để chín luôn, nó cũng chín mình cũng chín, chơi tới chết luôn. Tao có gậy như ý rồi, mày đánh mày né cái chỗ nào. À, né cái chỗ nào, đánh là chỉ mất máu thôi bạn, không có né. Ok, nè thấy không, con Doom không? Con Doom nó câm lặng hơn là mình ghép cái hơn là mình ghép cái gậy sét chứ không chết rồi. Pha này húp được mười mấy tiền ngon thốn liền, đột nhiên cái có gậy như ý cái thu win luôn. Đột nhiên có gậy như ý cái thằng này chết luôn. Cay thật. Cái này có chú quỷ nữa, đúng rồi, cái này có chú quỷ là tuyệt vời.
chú quỷ, tại bây giờ mình có bốn con demon, chú quỷ mà nó búp đam cho Fallen là trời ơi thơm ngon từ thịt ngọt từ xương luôn em à. Đấy nè bạn coi con Fallen này đã nói rồi, trời kẹp bơm mà trời ơi, mày đi né mày kẹp bơm làm cái gì trong khi tao đi xuyên. Tao đi xuyên tao không kẹp bơm thì thôi chứ mày đi né mày kẹp bơm làm cái gì vô dụng mày không. Vô dụng. Kẹp bơm dù có nổ chết con nào đi nữa thì bơm một nổ con nào đây, bơm một không có nổ được con nào. Shining mua nè, con Shining này nói chung là dùng cũng được, nếu mà đưa vô Shining này cũng ngon lắm mà nha. Đưa con Shining này vô cũng tới công chuyện lắm luôn, có thể up 10 luôn cũng được. Up 10 để con Shining vô luôn, lấy đồ từ con Agency Ranger qua cho con Shining này xài cũng tuyệt vời luôn, lấy hết đồ mấy con kia ra. Shining này Shining một thôi nhưng mà nó cũng gây khó chịu cũng ớn á, chẳng đùa nhảy qua kia rồi móc lớp cũng tới một chuyện đấy. Thoải mái đi bạn, thoải mái đi mày, mình mà đã bây giờ mình đã có theo kiểu là mà quên nó, con Shining bây giờ nó chưa có gậy gai. Chưa gậy gai thì coi như nó đánh né thì cũng tới cũng thông thốn đi, nhưng mà mình đánh không có né, Fallen đánh không có né bạn. Gậy như ý mà né gì, đánh đâu là trúng đó, như ý hết bạn. Đánh như ý mà đánh như đâu là trúng đó hết, không có nói chuyện. Rồi bây giờ lại xoay tiếp thôi, bây giờ làm gì đang đúng không, bây giờ thì mình chờ coi nó có lên level 10 hay không, mà có lên level 10 thì nó làm gì mình. Nó sẽ cho con Doom, nếu mà mình mà gặp như mình mà là nó bây giờ đó thì mình sẽ cho con Doom này vẫn dịch chuyển để làm gì, dịch chuyển qua câm lặng con nào được hay con đó, hy vọng sẽ câm lặng được con Fallen, hy vọng sẽ câm lặng được con Fallen. Chứ mà giờ con Doom này không có nhẫn dịch chuyển thì sao mana ở đâu, mình có gậy sét mà thì chắc chắn là mình phải nhanh mana hơn nó rồi đó, thấy chưa, biến quỷ liền khỏi nó nhiều. Ghê nhỉ, ghê nhỉ, ghê nhỉ, ghê 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 ghê, vẫn win nha, nghe có vẻ ọt ẹt vậy chứ nhưng mà bố mày vẫn win. Sarac Lancer ngon ngộ chết, thằng này chết chắc, ngộ không hai là thằng này quỳ nha. Mà nói thiệt luôn, ngộ không hai thằng này quỳ xuống cả cây luôn, ngộ không hai này chết chắc luôn bạn, nói thiệt. Tại ngộ không có thí dụ như vậy nên nhớ là mình có bốn Witcher, bốn Witcher thì sao, ngộ không mà đập một cái là tính sát thương chuẩn, là một đập một cái là nó mà bệnh luôn, mà đập mày biết là ngộ không mà nó đập trúng được nhiều, nó đập thêm cái nữa thì trời ơi ư chà ghê. Đã coi rớt đồ gì thì 40 rớt đồ gì mới ghê nè, gậy gỗ trời đất ơi, này này chịu chơi nè, rớt cây gậy gỗ cái mảnh linh hồn ở trong đây, cái mảnh linh hồn nữa mới tới nè. Thôi cũng được. Cũng được cũng được cũng được, đương nhiên là lấy cái rìu xoay rồi, cái rìu xoay Dark Spirit con này cũng ghê, Dark Spirit đưa vô là có Warlock luôn á, Dark Spirit đưa vô là có Warlock luôn nè, đó đưa cho Agency Ranger vậy. Nghe cũng hợp lý, đưa hết đồ cho Agency Ranger vậy đúng không. Nó cũng hay, nó Agency Ranger đứng ngoài sau bắn cũng tới, mà giờ mình có hai Warlock nữa cũng ngon. Nó cũng ngon bạn, đúng rồi. Mẹ, ôi già ngộ không, mà nói thiệt ngộ không hai thằng này chết chắc. Ok, trời ơi, nè, vậy sao thắng thua gì nữa bạn nè, vậy sao cỡ nào mà nó ăn mình được nè, ôi da, choáng, gì choáng vậy bạn, đừng đừng choáng, đừng choáng nữa, what the fuck, mẹ vậy mà thua à. Vậy mà thua. Ôi hơi xạo chó nha em, pha làm choáng hơi xạo chó nha. Ngộ không hai đi, tao giết thằng này luôn, tao giết thằng này cái một luôn nè. Quá giận rồi phải không. Quên chưa lấy đồ nữa chứ. Lấy rìu cuồng, lấy cái rìu xoay, rìu xoay này mình sẽ thay cho cái giáp, cái giáp này đi, đúng rồi, rìu xoay này mình lấy cho cái thay cho cái giáp này, đúng rồi, cái giáp này thì nó cũng được nhưng mà một trang bị phòng ngự là được rồi, nhiều quá không hay.
Đúng rồi, rìu xoay nó kích mana cũng lẹ nữa. Ok, trời, mày choáng ai chứ mày choáng thiếu con Fallen là mày chết rồi. À, choáng ai mày thiếu con Fallen là mày đi rồi con. Mày chết trời hai máu á. Rồi, này nó tới số bạn không? Này nó tới số rồi bạn, bốc số tới số em rồi. Xong, này chết rồi. Mình đã nói rồi, có ngộ không là này đi rồi. Có ngộ không hai là này chết chắc rồi. Ngộ không thì bố mày không có cần phải đánh né hay đánh trúng gì hết. Kỹ năng à, ngộ không bố mày xài kỹ năng không à, bố mày không có cần né hay trúng gì đó. Xong rồi bạn, không có nói nhiều, không có nói nhiều bạn không. Ồ, thanh niên thiếu nghị lực vậy à, còn hai máu nhiều hơn mình một máu mà ao là sao vậy bồ. Thấy ngộ không hai chắc khóc rồi à, chắc là khóc rồi này, vô toilet khóc rồi. Vô toilet khóc rồi. Đi 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 liền lập tức luôn. Ok, anh em đang xem để lại cho mình một like. Ai chưa bấm nút đăng ký thì bấm nút đăng ký ủng hộ channel của mình nha. Rồi, cảm ơn.